Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang xe máy nha anh em. Trước mắt cả nhà đây là chiếc Venfa nha. Venfa 100 đời 2015 nha mọi người. Tình trạng xe là áo zin theo xe nha anh em. Máy im zin, đầu nồi bao bít cho anh em. Xe đi cực kỳ nhẹ, đầm, im, chắc hơi. Chiếc này thì vỏ trước còn nha mọi người. Sườn rất là đẹp luôn nha. Đây mọi người. Ốc ngoe nè, chưa mở nha anh em. Rồi đầu tiên Quang sẽ đi một vòng chiếc xe này cho anh em tham khảo nha. Bẩn thì Quang mở ra nha anh em. Áo bẩn thì đẹp liền lạc. Màu xanh nha. Màu xanh rất là dễ thương nha anh em. Nè cái sườn nè. Gàng đầu lòng này kia nè, còn rất là sáng nha anh em. Chiếc này thì biển số ở tỉnh Trà Vinh nha. Anh em mua thì Quang sẽ rút hồ sơ cho anh em, ký rút hồ sơ cho anh em nha anh em. Chiếc này thì Quang bán mười mấy triệu nha. Dòng này thì rất là bền mọi người. Nói về độ bền thì ăn đứt dòng 110 đang bán hiện tại nha. Chắc xe còn rất là ok nha anh em. Vỏ zoom nè. Xe về chứ được đi thôi mọi người. Đời 2015 tem nó như vậy nha mọi người. Mấy dòng 100 thì cái máy nó rất là bền luôn nè. Chạy nhẹ sướng lắm, anh em qua chạy là bao ghiền à. Hồi qua sẽ nổ máy cho anh em nghe nha. Hơi hám đi rất là nhẹ nha anh em, rất là ngọt nha. Dành trước sau là KT trùng mã nha anh em. Dành thì không một mọt gì đâu. Cam cũng còn đẹp nha mọi người. Xe này ốc tán cam đồ còn rất là khá nha anh em. Để Quang quay đầu lòng cho anh em xem nha. Ốc đầu nè. Bể ngót luôn. Gòn lá cờ còn nè mọi người. Xe con nha anh em. Gòn chân lòng nha anh em. Nó còn ốc lóc nè. Nó còn trắng ao à. Ốc nồi anh em. Cả nhà xem video chưa bấm đăng ký kênh thì đăng ký kênh theo dõi ủng hộ cho Quang nha. Cốt kích đạp còn 7 màu luôn rồi. Ốc chân máy. Xe này máy móc sườn bọng này kia đền bao mạnh cho anh em nha. Mười mấy triệu anh em. Rẻ hơn con 110 hiện tại mới giờ nha. Mà chất lượng thì rất là hơn rất là nhiều. Cổ bô nè. Đẹp hết cho anh em. Chưa có một mọt nha. Che bô đây. Nhấc chân. Cái chân cái độ sáng còn trắng mịn lắm mọi người, còn nhám luôn mọi người. Đó, dàn chân đó nè. Cứng cáp. Ok. Mặt tán còn rất là khá nha anh em. Xe này chủ đi cũng khá là giữ gìn đó mọi người. Trong nguyên nè. Zin hết nha anh em. Sườn bọng zin hết nha. Nắp xăng đây.
rất là đều nha anh em. Bốn ốc cản này. Xe này anh em mua đi làm đi gia đình đều được nha. Tiết kiệm xăng, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Bền bỉ. Để Quang quay đầu lòng đây cho anh em xem nha. Đầu lòng Quang bao mảnh cho anh em nha anh em. Gòn nè. Con nắp tròn nè, con đầu nè, còn lá cờ nha anh em, con chân lồng nè, sườn này quá đẹp mọi người. Hôm qua chiếc neo sườn xám Quang quay á, có khách nhận cọc cọc rồi anh em. Xe sườn cũng đẹp lắm. Sẵn thông báo cho anh em luôn nha. Bọc sơn anh em, nãy giờ Quang chưa quay bọc sơn. Chung xe rất là liền luôn mọi người. Đây, dành sau cũng là KT giỏi Inu nha. Dành trước sau một đôi nha anh em. Sẵn dành giùm cái kiến rồi, nó quay quay nữa rồi. Đọc không? Ốc chơi máy rồi nè. Không 15 nha. Số máy nè. 57. Ốc tan rất là khá nha anh em. Dành nè, không bột ngọt nha. Sườn này rất là đẹp luôn mọi người. Cái này anh em muốn ship và cũng thay ship được luôn nha. Nha nè. Phụ đề chưa có ga luôn.
không một mọt ở đâu nè. Đây nha. Mới yêu chó thở nha nè. Hồi quan chạy khúc rồi quan kết thúc clip nha. Đóng đầu con ma luôn mọi người. Rồi, để quan chạy một đoạn kết thúc clip nha nè. Lên ga là nhóm bay liền rồi. Nồi bắt mạnh á. Tông hú nha. Cảm ơn anh em quan tâm theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.